kính chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi trở lại cái kênh của tôi à, là một cái à, đề tài mới. À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay à, hôm nay là ngày cuối tuần, à, bên này cũng là trời sắp sửa vào mùa nắng rồi. À, buổi sáng thì nó hơi à, Xe lạnh một chút, à, nhưng mà à, thời gian giờ thì à, trưa trưa nó nóng lên rồi, à, nó nóng lên rồi từ à, nhiệt độ khoảng là Um, 28, 30, rồi từ từ đến uh, 34, 35 độ C uh, Ở bên, uh, giống như là ở bên Việt Nam vậy đó Thì um, uh, Rồi nó sẽ nắng Nhưng mà cái nắng ở bên này uh, thì uh, quý vị và các bạn biết không Nhiều lúc nó lên 100 độ F hoặc là 40 uh, Hoặc là 39 độ C bên nó Nhưng mà nó cũng ok Tại vì cái <laughs> Xin lỗi Cái um, cái khí hậu mà cái hơi ẩm á nó cái khi cái mà cái hơi ẩm nó không có cao giống như là nó khô à, chứ không có ẩm ướt giống như là bên à, Việt Nam quê nhà ta à, hôm nay à, tôi lên à, kênh à, làm à, một cái đề tài chủ đề chủ đề đó là gì à, tôi cùng à, sáng nay thì à, à, cà phê cà pháo à, à, cũng à, xong rồi à, cà phê trực tuyến rồi với các à, anh em quê nhà à, chờ bên này thì tôi cũng không có cơ hội để mà <laughs> cùng các anh em bạn bè để cà phê cà pháo hàng tuần đâu à, tại vì thời gian nó cũng bận rộn lắm vì sớ và hơn thế nữa thì một số đàn anh của tôi thì giờ này cũng còn ngủ <laughs> cũng yếu rồi nhiều <laughs> đúng như vậy á à, thì thời gian bên này thì quý vị cũng biết rồi đó à, thì à, nó cũng loanh à, quanh lượng quận à, như vậy thôi à, thì à, cuộc sống ở bên này mà thì à, bây giờ cuộc sống ở bên này nó nó về tuổi tôi thì à, tôi cũng nói à, tâm tình cùng quý vị và các bạn rồi à, tuy rằng tôi cũng đã về hưu rồi nhưng mà số tiền nó cũng không đầy đủ lắm à, thì à, quý vị các bạn cũng thừa hiểu rồi à, nên chỉ còn phải đi làm bán thời gian thêm để mà phụ giúp vào trả những cái chi phí hàng ngày cái bill hàng ngày đó à, ví dụ như là à, tiền thuế đất thuế thủ trạch á, nhà tôi đây một tháng là khoảng 500 đô à, 500 đô là chiếm hết 2 phần 3 tiền hưu rồi à, à, như vậy thôi rồi à, tiền ga tiền điện tiền rác tiền nước tiền linh tinh tiền phone, tiền khê bồ tiền xăng tiền bảo hiểm đủ thứ tiền linh tinh nên chi là À, khi mà trong cái đời sống à, một nước mà văn minh tiến bộ thì cuộc sống nó như vậy thôi à, thì nếu mà không chịu được thì bây giờ bây giờ nếu tôi không chịu được thì tôi cũng à, theo những người giống như là những đa số những người à, lớn tuổi của mỹ á, họ vô họ đi mua một cái mobile home à, mobile home là cái nhà trong đó thì cái khu mà tập thể thì à, ở thì dành cho những người 55 tuổi trở lên à thì nó rẻ tiền hơn. À, rồi thuế má thì nó nhẹ hơn thì đa số những người Mỹ thì họ như vậy thôi. À, thì nếu mình không không chịu được thì mình à, đi vào đó ở thôi, đi mua cái mobile home. À, rẻ tiền rất rẻ tiền à, rồi thuê đất. À, nhưng mà cũng phải thuê thuê miếng đất đó để đặt cái mobile home ở. à hôm nào tôi đi tôi quay cho quý vị xem những cái mobile home của những người lớn tuổi ở ha. Đa số là những người Mỹ không à. à hầu hết như là tám 95, 98% là người Mỹ rồi. À, đó là cái cuộc sống ở bên này vậy thôi. À, quyền tự do, à, muốn, muốn, ở ngoài thì ok, lo tiền nhà, tiền cửa, tiền thuê đi. À, còn vào trên đó thì thuê nhẹ hơn chút, vậy thôi. À, thì nó cũng nó cũng khác với nhà ta là những cái hoàn cảnh sống và cái 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 nền kinh tế của một nước văn minh phát triển thì nó khác nên chỉ cái chi phí nó khác vậy thôi à tùy hoàn cảnh và và điều kiện à, của mình à, nên nếu mà mình mình muốn thì mình à, mình làm còn mình cảm thấy là vào đó cũng thoải mái thì ở ngoài à, mình chịu à, ở ngoài cái nhà thôi thì cũng rộng rãi thì mình thoải mái thì mình chịu là phải đi à, cày thêm chút xíu thôi à, <laughs> đa số người Việt Nam thì họ không thích vào mùi bị hòm đâu à, vào, vào cái à, cái 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 vào ở cái mấy cái movie home đâu họ họ cũng thích vào ở trong đó à trường hợp à kẹt quá bất đắc gì rằng họ mới vào đó tôi cũng vậy rồi à đó là tâm tình cùng quý vị và các bạn qua chút xíu cho vui ha à nói ra nói về cái hoàn cảnh sống ở bên này thì nói như vậy đấy à, thì mình nói ví dụ đơn giản thôi ví dụ đơn giản thôi à, bây giờ ra đường á tôi nói đơn giản thôi chứ cũng đi sâu nhiều nhiều thì nó có nhiều nhiều vấn đề lắm ví dụ như đi ra ngoài đường ở việt nam ta có thể lái chiếc xe máy đi làm được còn ở bên này lái chiếc xe xe honda hoặc là những chiếc xe motorcycle đi làm đâu có được đâu thì ví dụ như là ai cũng lái xe hơi đi làm hết mình phải lái xe hơi đi làm chứ ngoài đại lộ phi quay nó đâu có nó đâu nó không có xe xe nhỏ đâu à, xe xe motorcycle nó không có à những chiếc xe mà tôi gọi là chiếc xe mà nhỏ giống như ở Việt Nam thì thì mình phải đi làm, mình phải lái xe đi làm thì mình phải đổ xăng, đổ xăng mua thì mình phải trả tiền thuế giao thông lộ vận với chiếc xe đó hàng năm rồi mình phải check khói môi trường hàng năm rồi mình phải mua bảo hiểm hàng năm, hàng tháng vậy thôi. Đó là đơn giản thôi nha. Xin à, kính quý vị, tôi chiếu, tôi có quay những cái cảnh. À, chạy ra ngoài đại lộ freeway quý vị cảm thấy toàn là xe hơi không ở không xe hơi không à, nhưng mà đi làm và nhiều lúc người bạn tôi hoặc là người em tôi số mỹ nó xài nó xài phí mà một chiếc xe đi làm có đi có một người mà chạy phải đổ xăng À, phải đổ xăng à, có như chơi lái thì còn mình mình phải đổ xăng đổ xăng thì 5 đô la một gallon mới phải đổ xăng thôi đó là những cái ví dụ đơn giản vậy thôi nhưng mà không được nói thì nói như vậy thôi nhưng mà để thích hợp với hoàn cảnh và môi trường sống thì anh cũng phải là nhập gia thủy tục thôi à, không có được đâu cái hoàn cảnh về kinh tế hoặc là hoàn cảnh về văn hóa ở bên à, quê nhà nó khác nó khác xa hoàn toàn <laughs> nên chỉ nhiều lúc mà anh qua bên này mấy anh cũng tham phiền vậy tại sao phải xài phí phạm như vậy <laughs> Ở mỹ thì nói về xài kiểu mỹ mà xài kiểu mỹ nó là như vậy đó <laughs> ok ví dụ như bây giờ tôi nói ví dụ như cái thùng rác á thùng rác tôi thì hàng tuần đổ đổ thùng rác nhưng mà thùng rác thôi cái thùng rác to lắm quý vị ơi cái, cái thùng rác đó, nó nó to lắm nó cũng khoảng là cả trăm ga lông là á thì nhiều lúc đâu có rác đâu bỏ <laughs> nhiều lúc tôi để một tuần tôi cả nhiều lúc hai tuần tôi mới đưa ra, ra một lần à, một tuần thì đâu có rác đâu có chút xíu mà đưa ra nó nhà thấy đưa ra ngoài thì thôi mình để làm biếng mình để đã hai tuần để đưa ra ngoài đường cho họ pick up lần à, hai tuần hai tuần đưa ra nhưng hàng tháng buộc mình phải đóng tiền rác là còn vậy thôi cô ý sẽ xem xem cái giá giá vậy thôi nó có quy định rồi nên gì mình không thể thay đổi được à, mình không thể nào mà thay đổi được nó là, bây giờ tôi hai tuần mới đổ rác à, bây giờ tôi phải trả một nửa tiền chẳng hạn đâu có được đó đó là những cái ví dụ đơn giản à, ok trở lại cái chủ đề mới tôi cũng nói cho quý vị và các bạn hiểu chút à, chia sẻ chút mà. à. trở lại với chủ đề mới nha chủ đề mới sáng nay thì tôi còn ngồi À, sáng dậy sớm thì mở cái uh, Facebook ra á, thì cũng cảm thấy là ông thầy uh, bà cô của tôi là đã về Việt Nam rồi ông cũng đi đi về về Việt Nam uh, thường xuyên lắm à, chắc có lẽ kỳ này ông về hơi lâu rồi. ở bên đó 6 tháng qua đây 6 tháng tại vì ông có gia đình con cái ở bên đó và có cái uh, cậu con trai lớn ở bên này thì ông đề là ông đề xa là xem cái uh, uh, ông đang ngồi cà phê bên quê nhà tôi cùng mừng quê nhà bình yên cà phê sáng à, tôi cùng chúc mừng thầy cô lại tôi đáp lại xứ người vội vã công việc trưa <cười> <cười> Ô, ông thầy tôi cũng mấy tôi lắm mong ngày gặp tôi thì tôi có hẹn là một là gặp tôi sẽ về việt nam gặp hoặc là, là gặp ở bên mỹ này à, và tôi cũng đã gặp qua à, à, vị thầy và cô của tôi rồi à, thì à, ông giờ cũng thoải mái lắm tôi thấy tôi thấy à, về hoàn cảnh của ông thì tôi thấy quá thoải mái đi, quá thoải mái hơn tôi nhiều. À, trước kia thì ông vào Việt Nam cũng phải sang bị đây à, thời gian qua để trông cháu hoặc là là, là thăm các cháu hoặc là coi trông cháu gì đó thì th tôi thấy ông kể hoàn cảnh như vậy là thấy ông quá thoải mái đi, ha, à, quá thoải thoải mái, à, thoải thoải mái hơn tôi nhiều nha, à, thoải mái hơn tôi nhiều. Tuy rằng à, thời gian tất cả, cả thời gian là ông hồi đó ông sống ở bên đó. À, thì ông sống trên việt nam à, thời đó à, lúc thống nhất cho đến à, bây giờ à, nhà cửa thì vẫn còn ở bên đó nhưng giờ ông khá lắm <laughs> đó là mừng cho ông thôi ông khá là tại sao ông kể tôi mấy câu chuyện lý thú lắm Vừa rồi nào tôi tôi sang sẻ cho quý vị xem à cái quý vị nghe chưa vui đó. hồi đó ông cực khổ cũng biết cái đấy mới thôi chứ bây giờ là thành coi như là tôi đang nghe ông kể như vậy là ông cũng là là cái vùng kinh tế mới của ông là cái thời đó thời này là ở trên uh, Khánh Sơn đó quý vị uh, là còn thành đại gia rồi đó, đó tôi tôi không biết tôi nghĩ như vậy có đúng không đó là những cái cái mà ông kể cho tôi nghe uh, ngày xưa là ông đi dạy sau đó thì không còn đi dạy nữa và đi uh, đi uh, sản xuất à, đó là những cái điều uh, cũng uh, chia sẻ cùng quý vị tôi cũng rất uh, uh, vui mừng uh, cho gia đình thầy cô tôi uh. kính thưa quý vị các bạn à tôi trở lại đề tài mới tôi nói chuyện thì mở đầu tôi cũng luyên thuyên lắm đó. à đề tài mới thì tôi nói về vấn đề mà à, chúng ta à, à, sống trong một cái xã hội xã hội nào cũng có một cái à, có sự tiêu cực hết á à, thì đương nhiên là tôi về việt nam nhiều lần rồi thì tôi cũng biết tôi cũng đã trực tiếp à, đi làm những cái thủ tục hành chánh thì tôi cũng biết rồi à, thì à, thứ nhất á thì à, tôi còn nói rằng là tôi còn nhấn mạnh là xã hội nào cũng có những điều tiêu cực không nhiều thì ít cũng như là xã hội bên mỹ này vậy thôi à nhưng mà xã hội bên mỹ này thì những cái vấn đề mà họ đề nghị những cái vấn đề tiêu cực thì nó khác ở bên việt nam thì thứ nhất á, thì tôi mong rằng á, là các cái cơ quan chức năng á, là tôi cũng về tôi đóng góp rồi à, thì đương nhiên là nhà nước á, thì coi như là ý dân họ làm việc với một một cái mục đích là 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 trong vấn đề mà 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 để cho quốc thái dân an thì đương nhiên là họ lưu tâm về vấn đề là ý dân là ý trời đó là một trong những cái yếu tố là là nhà nước nào cũng vậy thôi à, bên mỹ này cũng vậy thôi à, và quốc gia nào cũng vậy thôi theo tôi nghĩ như vậy không biết các bạn nghĩ sao có đúng không thì thì trong đó có những cái điều tiêu cực mà những cái điều tiêu cực thì tôi cũng đóng góp rồi có những cái thủ tục hành chính nó không có đồng bộ với nhau à, ví dụ như ở trên này thì khác ở chỗ này khác ở dưới địa phương thì khác tôi mong rằng nhà nước cũng quan tâm về vấn đề đó và tìm hiểu ý nguyện của người dân tìm hiểu ý nguyện của người dân là về thủ tục hành tránh làm sao cho nó đồng bộ và đơn giản hóa đó là những điều tôi mong muốn và tôi đóng góp ý kiến xây dựng vào các cái cơ quan chức năng là đơn giản hóa cho bà con để bà con đỡ bớt khổ sở. À, nên chi là nhiều lúc à, các à, bà con ở quê nhà Cũng nói là thủ tục à, hành trắng Thì bà con nói là thủ tục hành xác <laughs> Đó là những cái điều à, Cái điều tôi cũng nghe như vậy Biết đúng không Thì tôi cũng à, Tôi cũng về tôi cũng đóng góp Tôi cũng đóng góp ý kiến à, Thì của video trước thì quý vị có nghe qua rồi đấy Tôi đóng góp trực tiếp thôi, Họ cũng hoan nghênh ý kiến của tôi thôi Những ý kiến xây dựng mà à, Thì đó là những cái điều mà Mà mình à, mình phải cần uh, lưu ý À, thì tôi cũng đề nghị nhà nước uh, vấn đề là về vấn đề thủ tục hành tránh tôi cũng xin lặp lại là làm sao cho nó đồng bộ và đơn giản hóa còn vấn đề thái độ của uh, làm việc của các cái uh, uh, cơ quan mang ngành dưới có một số nào đó thôi thì tôi tôi nói rung ra thì đương nhiên là trong xã hội thì phải có cái đó rồi có những cái cái cơ quan ban ngành à, xin lỗi quý vị và các bạn có một số nào anh em đó à, là cán bộ thì cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân tôi học cái đó từ lúc à, thống nhất mà thì chúng ta cũng phải nên những người cán bộ làm việc đó cũng vì vì dân vì nước vì dân à, à, phải có cái tâm để mà để ý đến những cái người người dân của mình ở trong một cái cái địa phương nhỏ là là phải giúp đỡ họ và đơn giản hóa những cái giấy tờ gọi là phức tạp tìm cách đơn giản hóa và những giấy tờ đó phải có đồng bộ với nhau bây giờ thì quý vị và các bạn là làm việc ở trong cơ quan liên lạc với các cái cơ quan thủ tục hành tranh qua email với qua cái phone chụp hình giấy tờ qua lại nó dễ quá mà tôi thấy nó rất dễ ví dụ như có vấn đề vướng mắc là ví dụ như ở cấp dưới muốn liên lạc cấp trên à giấy tờ đó nó có những cái vướng mắc cái gì đó à, bây giờ ở trên cần giấy tờ này ở dưới tôi chỉ cho người dân giấy tờ này tôi chụp qua cái email của người dân các bạn cần sửa đổi cái gì sửa đổi cho họ một quá cái để tôi làm thống nhất thôi à nó đồng bộ thôi à nó quá dễ đối với tôi làm việc ở bên này bây giờ cái thời đại giờ qua email mấy phát qua phone rồi là rất quá dễ không phải là cần người dân phải đi lui đi tới à, nếu mình tận tâm làm việc thì không cần phải người dân đi đi lui đi tới à, và trong cái số mà những cái người làm việc đó, cũng có một cái số người làm việc. À, mà tôi cũng tâm tình với các bạn mà các bạn tôi làm lớn đó, hồi trước cùng về làm lớn đó, làm 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 thời mới về hưu đây. À, thì tôi cũng tâm tình các bạn, thì các bạn cũng nói là các, các cháu các con nó làm việc coi như là hơi quan liêu, à, họ cũng nói mà họ cũng nói là quan liêu tôi cũng nói như vậy mà quan liêu quá và tôi về tôi chứng kiến điều đó rồi mà thực sự ra là tôi cũng đóng góp ý kiến xây dựng thôi à, nhưng mà có nhiều lúc là tôi cũng bực mình lắm à, cũng cũng rất bực mình nhưng mà mình bực mình là không có được à, mình phải đóng góp ý kiến cho họ à, những cái này cái kia nếu có điều kiện thuận tiện à, thì mình phải đóng góp ý kiến xây dựng thôi đó là mình muốn để là là có tiếng nói hoặc là những cái công việc làm của mình để mà có tiếng cách xây dựng để, để để um, xã hội uh, trở nên tốt đẹp hơn. À, đó là những điều tôi mong muốn thôi. Quốc thái dân an là xã hội càng ngày càng tốt đẹp thôi. À, đó là những điều mà tôi cùng uh, tôi cũng đề nghị uh, các cơ quan uh, chức năng như vậy thôi. À, um, bây giờ tôi cảm thấy bên đó làm được cái căn cước uh, căn cước chứng minh nhân dân uh, về, về vấn đề điện tử hóa thì tôi cảm thấy là cũng cũng thấy cũng là là là, là 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 coi như là đơn giản hóa những cái cái thủ tục mà cái information của cá nhân nó thấy thấy còn đơn giản hóa được rồi đó. À, cho hồi trước có thể coi như là về lý lịch đồ thế này thế kia thì nó cũng cũng phiền phức lắm. À, Thôi cái báo cấp của tôi thì nó cũng khổ sở lắm, anh nó có những cái cái phiền phức. Nhưng mà tôi cũng muốn rằng những cái gì mà tồn đồng ở cái thời báo cấp ấy, à, thì tôi mong rằng các cái cơ quan chức năng cũng phải à, à, kiểm xét lại, giả xét lại, á, những cái thời tôi có đồng uh, những cái những cái cái mà vướng mắc á để rồi cải thiện tốt đẹp hơn, đó là những cái điều tôi mong muốn vậy thôi. À, để nhân dân bớt uh, thang phiền, <laughs> thang phiền <laughs> vậy thôi. thì cái đó là những cái cái điều uh, tôi cũng góp tiếng nói vậy thôi, tiếng nói tôi thì như một hạt cát ở trong sầm mạc vậy thôi. đó à. nhưng mà nhiều tiếng nói khác thì nó cũng cũng uh, cũng làm cũng có thể tác dụng tác dụng cho tôi biết rằng các cái cơ quan nhà nước thì họ cũng phải lo những cái việc trọng đại nhưng mà nhưng mà về hệ thống mà tổ chức thì tôi cảm thấy cơ quan các cái cơ quan nhà nước các cái đơn vị chức năng họ tổ chức cũng chặt chẽ lắm về cơ cấu chính quyền rất chặt chẽ thì kính thưa quý vị và các bạn thực sự ra mà kính thưa quý vị các xin lỗi, kính thưa quý vị và các bạn thực sự ra mà mà phân tích mà mà kể thì nó có nhiều chuyện lắm mà tôi chỉ tổng quát thôi à, thì, thì tôi cũng về và tôi cũng tìm hiểu tiếng những cái anh em bà con nói như thế nào những điều tích cực tích cực cũng rất nhiều và kèm theo đó có những có một số tiêu cực à những cái tiêu cực thì tôi ở bên này như thế nào thì kỳ vừa rồi có một cái uh, trên cái trang mạng xã hội có Facebook có uh, anh chàng uh, có một anh uh, cũng người bạn quen tôi thôi uh, trên Facebook uh, thì anh đã anh đăng ký uh, anh xin lỗi anh uh, có start là uh, là muốn đăng ký những cái ý kiến xây dựng uh, với cơ quan chức năng thì cần phải có chữ ký uh, chữ ký uh, chữ ký của những người dân rồi gửi qua các cái uh, cơ quan có chức năng. Uh, thì có một cái số um, người một số ít người thì họ vào đó họ không nói là không thể nào ký được ký được thì uh, tên tuổi mình sẽ được uh, lưu trữ và họ sẽ để ý và sẽ uh, sẽ có thể là vào nhà mát ngồi tôi cảm thấy những cái đời, điều đó thì họ nói là rất vô lý nó cũng có nó không có cái chợ có có dưỡng chứng À, tôi thì tránh tôi nói chuyện thì nói thì phải có sách và mắt phải có chân à, Thì tôi cũng góp ý vậy thôi à, Tôi cũng góp ý tôi đồng tôi đồng cảm, đồng tình với anh chàng đó Tại vì ở bên này á Thì quý vị và các bạn biết rồi có những cái điều tiêu cực á Thì chúng tôi phải phải làm một cái bạn thanh nguyện Và có những cái chữ ký của các bà con vào à, Thì khi mà có chữ ký các bà con vào thì thì dù muốn dù không là ở bên này họ cũng lưu tâm à, họ cũng lưu tâm tại vì tôi cũng nói với quý vị và các bạn biết trước rồi ý dân là ý trời ý dân là ý trời nhất là nhà nước Việt Nam nữa à thì tôi hiểu mặc dù ở trong đó có những cái mà các bạn nói là thiếu dân chủ thế này thế kia bắt các bạn các bạn có một số các bạn nào đó thì nói thì có phần đúng nhưng mà các bạn chưa có hiểu sâu vào vấn đề dân chủ đâu À, tôi cũng xin lỗi các bạn trước ừ, về vấn đề mà, mà 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 điều hành một chính quyền điều hành cơ cấu chính trị tại Việt Nam nó rất khó chứ không phải là nó, nó 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 dễ dàng đâu tại vì bây giờ đất nước ta tuy rằng là quốc thái dân an rồi nhưng vẫn còn những cái cái mà những cái cái mà mà mà, mà vướng mắc những cái cái mà có một cái số họ còn à, số nhỏ là nó còn xáo trộn về vấn đề mà an ninh trực tự ở trong nước xã hội đó. nên chỉ cái đó các bạn có phải nếu mà phân tích vấn đề dân chủ cho việt nam nó nó rất uh, nó rất, phải nhìn uh, nhìn nhiều mặt không phải mình nhìn một mặt đâu bên, bên này nó khác còn bên đó nó khác đó là tôi nói như vậy không biết tôi nói có đúng hay sai quý vị các bạn cứ suy ngẫm đi mà quý vị các bạn muốn hỏi tôi À, về vấn đề như thế nào quý vị các bạn à, cứ vào cái messenger tôi à, thì tôi sẽ giải thích cho quý vị các bạn hiểu à, tôi phân tích là dài lắm đó. <laughs> à, nên chỉ đó là mình cũng nên thông cảm thì ở bên này đóng góp ý kiến như thế nào à, đóng góp ý kiến thì tôi cũng vừa nói rồi đó thì các bạn cứ cứ làm một cái à, cái bàn thiện nguyện rồi có những cái chữ ký của người dân vào trong đó à dân vào trong đó đương nhiên là con khóc mẹ mới cho cho bố, à, cái ông cha ra mới nói vậy thì ý dân là ý rồi thì nhà nước phải lưu tâm ai chứ không phải là họ bỏ qua đâu tôi nghĩ rằng họ cũng có bỏ qua đâu nếu mà tôi làm ông nhà nước hoặc là này kia đại biểu quốc hội này tôi cũng phải lưu tâm cho một cái cái vòng tôi đại biểu tôi đại diện chứ đưa cái đó đương nhiên phải có tiếng nói chứ ví dụ như những cán bộ nào làm sai, hạ hiếp dân hoặc là có những cái tính cách quan liêu thì cũng làm như vậy, đó để cho họ thay đổi đi. Tại vì nhiều lúc họ đứng trên nhiều lúc họ không có nắm rõ được hoặc là ở dưới bao che như thế nào, đó tôi không biết. Thì, thì thì phải làm như vậy đi. Thì đó là những cái mà mình cái biểu hiện những cái mà 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 mà, mà có như là formal á, lịch sử văn minh đó, mình biểu hiện những cái tiếng cái tiếng nói á, tiếng nói của của người dân đó, một cách văn minh đó thì phải làm như vậy á à, văn minh chứ không thể nào mà mình ngồi quán cà phê rồi mình nói qua nói lại rồi uh, nói như vậy như kia ngồi quán cà phê là chỉ tâm sự với nhau những cái điều đó thôi còn ngồi quán cà phê để chửi thế này thế kia nó không có một cái tác dụng gì hết nó không có một cái tác dụng gì hết đâu ông nhà nước ông cũng đâu có ngồi quán cà phê đâu nghe đâu à, Mà cái chuyện ngoài quán cà phê là cái chuyện đó khác hoặc là ngồi chỗ này chỗ kia cứ làm một cái bàn thành nguyện, rồi có những cái ý kiến của người dân. Nếu các bạn và quý vị và các bạn à, cảm thấy là cái bàn thành nguyện mình nó không có tới nơi tới chốn, nó nói là sẽ có những cái sự nó bị sao đó, mà đi lên thì nó không có tới nơi tới chốn, thì các bạn dùng email, dùng email trực tiếp vào đại biểu quốc hội của cái vùng đó liền. Dùng email, email là đi nhanh lắm mà nó đi chính xác, không phải cần cần qua những cái đó. À. Thì bây giờ ta làm một cái bảng thì nguyện có những ý kiến như là trăm ngàn người dân ký vào luôn đó. Cứ ký vào nó đó không có sợ gì hết cả. Đừng có nói là như, nhà nước để ý rồi này kia rồi. Tôi thì nếu mà tôi tôi ở bên đó nó thiệt Tôi ở bên đó tôi cũng ngày xưa tôi cũng đã làm rồi mấy cái chuyện đó. bây giờ tôi cũng về tôi đóng góp rồi tôi cũng không có sợ vấn đề đó. Mình đâu có làm gì vì quay rối an ninh trực tự của xã hội đó mà mình sợ. Phải không quý vị và các bạn? tiếng nói của mình là tiếng nói xây dựng ví dụ như bây giờ tôi nói chuyện ở đây tôi đâu có sợ gì đâu tôi tôi về việt nam cũng thoải mái với tôi tôi không đã góp ý kiến xây dựng tôi đâu có sợ gì đâu tôi sợ là về là coi như nhà nước không cho tôi vô việt nam à không có không có cái vấn đề đó cái vấn đề đó là tuyệt vời. tôi nghĩ rằng không bao giờ xảy ra đó là những cái mà tôi đóng góp và chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì đó là những cái cái mà 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 vừa rồi tuần qua thì tôi cũng gặp những cái chuyện đó thì tôi cũng uh, chia sẻ uh, chia sẻ tôi cũng góp ý uh, trên uh, mạng truyền thông là uh, như vậy uh. rồi hôm nay thì tôi tôi cũng uh, tâm tình cùng quý vị qua uh, 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 vấn đề đó uh, là, là vấn đề chúng ta nên uh, làm theo cái phương cách đó thì nó nó hữu hiệu hơn hơn là chúng ta cứ ngồi à, bạn có à, gọi như là nói với nhau rồi nói với nhau để biết thì cũng ok Tâm tình thì cũng ok chứ chúng ta bức xúc rồi nhiều lúc có à, cái tiếng nói không tốt mà cũng không đi đến đâu được hết đó là những cái điều mà tôi cũng cũng cũng, cũng mong rằng à, quý vị và các bạn à, là hãy à, nhìn vào một cái cái tình tình à. Cái, một cái đất nước đang phát triển thì đương nhiên nó có những vấn đề bất cập xảy ra. À, còn ở còn ở bên 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 xíu mì này á thì thì quý vị và các bạn biết rồi thì nó cũng có những cái vấn đề như vậy đó, vấn đề tiêu cực thế này thế kia thôi. Thì vừa qua thì trong 6 tháng qua thì tôi tôi cũng là có một cái ông bạn ông làm cái bạn thỉnh nguyện thứ tôi cũng ký vào tôi cũng về, tôi cùng động đồng viên bà con ký vào ký vào để gửi cho họ thôi à, đương nhiên là khi mà mình gửi đi á thì dù muốn dù không cũng có một sự tác dụng không nhiều thì ít ở trong đầu sẽ có tác dụng và những cái cơ quan đại diện cho dân những chức quan những cái cơ quan mà có có chức năng á đương nhiên là họ phải họp lại, họ phải bàn vấn đề đó, tại vì uh, tiếng nói của dân mà. kính thưa quý vị và các bạn, uh, tôi cũng uh, tâm tình cùng quý vị và các bạn với cái chủ đề mà đóng góp ý kiến xây dựng uh, đối với các cái cơ quan chức năng thôi uh, và tôi cũng uh, nêu ra trong đó một uh, góc cạnh nào đó thôi. Uh, thì uh, mong rằng uh, quý vị và các bạn uh, chia sẻ cùng tôi. À, trong cái cuộc những cái cuộn video clip ấy thì tôi cũng cảm ơn quý vị các bạn đã bỏ thời giờ quý báu để theo dõi cuộn chương trình của tôi. À, thì nếu các bạn quý vị cảm thấy à, à, chương trình ok thì quý vị các bạn có thể là truyền tải xe lại cho những người khác và cũng mong là quý vị các bạn là đăng ký ủng hộ à, cho tôi à, để tôi à, à, có tinh thần à À, làm việc à, được một cách à, coi như là phong phú hơn. À, đó là điều mong muốn tôi à của tôi. À, và nếu à, thoải mái thì các bạn nghĩ ok cho tôi một cái like à, để à, khuyến khích tôi tôi. À, thì à, mục đích của tôi là lên chương trình à, à, để trong cái kênh này thì quý vị các bạn cũng thừa hiểu rồi. À, à, tôi cũng phải cần nói nhiều. à, à trong cái cuộc video này dù muốn dù không có những uh, lời ăn tiếng nói đương nhiên nó còn có những cái không chuẩn uh, và có những cái nghịch nhĩ thì mong rằng quý vị và các bạn uh, bỏ qua cho tôi uh, và đóng góp uh, bổ sung ý kiến cho tôi uh, để tôi uh, cải thiện thêm uh, cuối tuần tôi cũng không uh, có gì hơn uh, chúc quý vị và các bạn uh, uh, những ngày cuối tuần uh, vui vẻ bình an hạnh phúc uh, gặp nhiều may mắn uh, và đạt được uh, nhiều thành công ở trong cuộc sống À, kính chào quý vị và các bạn, kính chào.